Thợ lặn phát hiện quái vật dưới đáy biển. Đây là phiên bản nhỏ của Godzilla. Một thợ lặn gần đây đã ghi lại được những hình ảnh của một sinh vật biển có hình thù khá kỳ dị, nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Ngoại hình của loài sinh vật kỳ lạ này chắc chắn sẽ khiến bạn liên tưởng đến những loài sinh vật thời tiền sử. Loài sinh vật kỳ lạ này có ngoại hình giống như một con thằn lằn. Chúng có thể bơi lặn sâu dưới đáy biển, trông khá hung dữ. Tuy nhiên, các thợ lặn cho biết chúng chỉ ăn tảo biển và không có bất cứ hành vi tấn công nào. Những hình ảnh ấn tượng này được quay tại quần đảo Galapagos, nơi có nhiều sinh vật quý hiếm đặc hữu. Sau khi phân tích hình ảnh, các nhà khoa học cho biết đây là một loài kỳ nhông biển hay còn được gọi là cự đa biển. Đây là loài bò sát thuộc thằn lằn duy nhất sống và tìm kiếm thức ăn ở biển. Môi trường sinh sống của chúng là khu vực bãi đá bờ biển và đôi khi là khu vực đầm lầy và rừng ngập mặn ven biển trên hầu hết tất cả các quần đảo Galapagos. Giống như cá, chúng có thể bơi lội tự do trong biển. Thức ăn chính của nó bao gồm rong biển và tảo bám trên các mỏm đá và dưới những vùng biển nông. Cự đa biển có mỏm phẳng và hàm răng sắc nhọn cho phép nó ăn được những mảng tảo bám chặt vào đá. Trên thực tế, loài cự đa biển không phải là luôn có màu đen. Những con non có màu nhạt và sọc trên lưng, còn một số con trưởng thành có màu xám, thay đổi màu sắc theo mùa. Với những màu tối sẽ giúp cự đà biển nhanh chóng hấp thụ nhiệt để giảm thiểu thời gian hôn mê sau khi ngoi lên khỏi mặt nước mỗi lần đi kiếm ăn. Xôn xao chuyện phát hiện quái vật ăn thịt người. Nhìn bên ngoài trông nó xấu xí, miệng rộng, hàm răng sắc, và từ đó mọi người xôn xao câu chuyện quái vật ăn thịt người gây hoang mang. Một thợ lặn của Nga khi ở dưới biển đã bị một con quái vật cắn. Nhưng đối với anh mà nói, anh cho rằng không thể tùy ý sát sinh các loài động vật. Đó là một con quái vật xấu xí chưa từng thấy. Con quái vật đó cứ nhất định cắn vào tay của anh không chịu buông. Anh hoảng hốt và đã nhờ đến sự cứu giúp của những người bạn đồng hành. Ban đầu, người bạn đã cố gắng dùng tay vạch mồm con quái vật đó ra để anh có thể bỏ tay ra. Nhưng không được. Cuối cùng họ đành phải dùng cây gậy để cậy miệng nó ra. Nhưng trong quá trình giúp anh, con quái vật càng cắn mạnh hơn vào tay người đàn ông, khiến anh la hét ầm ĩ. Tuy không muốn sát sinh, nhưng con vật đó nhất định không ngừng cắn vào tay của người thợ lặn. Thấy anh mặt đỏ tía tai, không thể chịu đau đớn hơn được nữa, người bạn đã quyết định dùng dao rạch vào mồm con quái vật. Tiếp đó, một người bạn chạy đến dùng một dụng cụ khác để giúp người thợ lặn. Sau ít phút được sự giúp đỡ của hai người bạn, cuối cùng người đàn ông cũng thoát nạn. Anh và hai người bạn đều không biết con vật xấu xí kỳ lạ thích ăn thịt người đó là con gì. Chỉ biết nhìn bên ngoài trông nó xấu xí, miệng rộng, hàm răng sắc. Và từ đó, mọi người xôn xao câu chuyện quái vật ăn thịt người gây hoang mang. Sau khi đưa nó đến chuyên gia thì mới phát hiện con quái vật đó là cá Marsfish, loài cá thường sống ở vùng nước phía nam nước Úc. Chúng sống ở độ sâu 400-900m, có thể dài tới 70cm và nặng ít nhất là 8kg. Tuy nhiên, chúng không được xếp vào loài cá ăn thịt người như mọi người nghĩ.